Đây em này là một cá thể bạch hổ, con của con Max. Con Max là đầu đàn của trại mình, trại chó Phước Sài Gòn. Sáp. Quay cận cảnh màu sắc với mặt cho với xoáy cho mấy các bạn xem. Đây em này sẽ kế tục cha của nó, cha nó là con Max nha. Con Max mà trên cái hình nền của trại chó Phước Sài Gòn, cái lại mà mấy clip mà leo rào hay là này nọ đó thì là con Max bên mình, con đầu đàn này là con của nó. Bé này được khoảng tính tới giờ là khoảng tầm 9 tháng. Sám. Sám ơi. À, màu sắc nè, vân vện nè. Sám ơi. Sám. Đây, đấy, mới 8-9 tháng mà sung rồi. Gặp gái là tôm tướp. Đây là một cá thể của trại chó Phước Sài Gòn. Thực ra để đổ một cái bé mà về cái màu này á, thì nó thực sự là rất là khó. Khó lắm. Em xám này mà lấy được cặp mắt của cha á, thì nhìn nó sẽ khác nữa. Sám ơi. Sao con? Sám. Sám ơi. Mấy bạn coi xoáy cơ đầu tai mắt chất lông màu sắc. Xám. Rồi để nhìn rõ hơn thì mấy bạn chỉnh cái độ mà HD sẽ rõ.